Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ô nhiễm kéo dài của kênh T2, mặc dù chính quyền thành phố Hải Dương đã đưa ra và triển khai nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm như xử lý bằng chế phẩm, làm bè trồng thủy sinh, tuy nhiên các giải pháp tạm thời nêu trên gần như không có tác dụng. Mới đợt nắng nóng đầu mùa, thế nhưng mùi hôi thối từ kênh T2 đã bốc lên khiến người dân sống trên tuyến phố Nhữ Đình Hiền, thành phố Hải Dương khó chịu. Những bè cây thủy sinh được coi là biện pháp giảm thiểu ô nhiễm dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi chính nguồn nước ô nhiễm ở đây và chết dần. Chúng tôi là người dân đã sống ở đây từ hơn 20 năm nay ở đây rồi. Thì chúng tôi thấy là tình cũng không có chuyển biến gì lắm sau khi thả cái cây thủy trúc này. Thì không những ô nhiễm vẫn thế, mùi hôi thối vẫn cứ bốc lên thường xuyên khi mà trời nắng to. Thế và đôi khi đấy là nó còn tệ hại ở chỗ là muỗi nó đọng ở đấy. Thế mỗi lần mà công nhân đi khu cát thì muỗi nó bay vào nhà dân thì kinh khủng luôn. Thế tôi chỉ có kiến nghị với này tất cả các cấp chính quyền làm sao mà cho cái dòng sông nó bớt ô nhiễm sạch sẽ để cho cuộc sống của dân nó đỡ bị ảnh hưởng. Tuyến kênh T2 là tuyến kênh chính có vai trò tiếp nhận và tiêu thoát nước cho cả một lưu vực rộng lớn thuộc địa bàn các phường Cẩm Thượng, Tân Bình, Phạm Ngũ Lão, Bình Hàn, Lê Thanh Nghị. Nên vào mùa khô, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn khi lượng nước đổ vào kênh T2 chủ yếu là nước thải. Năm 2020, thành phố Hải Dương đã triển khai đặt 63 bè thủy sinh, bổ sung trên 1.800 lít hóa chất tổng hợp và 3.820 lít chế phẩm sinh học Sagi Bio2 để cải thiện tình hình ô nhiễm trên tuyến kênh này. Thế nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời, bởi theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày con kênh này phải tiếp nhận hơn 38.000 mét khối nước thải một ngày đêm, trong đó có gần 27.000 mét khối nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, còn lại là nước thải phát sinh từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Và nguồn ô nhiễm từ kênh T2 sẽ được xả vào hệ thống Bắc Hưng Hải thông qua trạm bơm Bình Lâu. Để khắc phục cái tình trạng ô nhiễm môi trường, cái nguồn nước ở kênh T2, thành phố cũng đã có cái khảo sát để triển khai một cái dự án đầu tư cải tạo cái hệ thống kênh T2. Thế và cái vấn đề thứ hai nữa là hiện nay thành phố cũng đang triển khai thực hiện cái dự án phát triển các đô thị động lực. Thì trong đó là có cái việc là đầu tư cái hệ thống thu gom toàn bộ cái nước thải ở khu vực đô thị để xử lý đủ tiêu chuẩn để xả thải ra ngoài môi trường. Khi mà thực hiện được hai cái dự án nêu trên thì chúng tôi cho rằng sẽ khắc phục cơ bản được cái tình trạng ô nhiễm môi trường của kênh T2. Cái dự án khu tổng hợp các khu đô thị động lực thì theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2025 theo kế hoạch phấn đấu. Nhưng cũng có thể là khi mà triển khai hoàn chỉnh được cái dự án thì có thể thời gian nó cũng kéo dài hơn. Trong khi chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương hoàn thiện thiết kế cơ sở dự án xây dựng đường ống thu gom tách riêng nước thải đô thị về trạm xử lý nước thải tại khu vực phía tây thành phố, môi trường sống của người dân sống gần kênh T2 cần được quan tâm và sớm giải quyết theo hướng lâu dài.